Việc chuyển đổi từ thiết kế 2D sang 3D đang là một xu hướng không thể né tránh. Quy trình 3D sẽ giúp bạn tăng độ chính xác của bản vẽ, hạn chế sai sót và tận dụng cho các công đoạn phía sau. Nhưng công tác chuyển đổi sẽ không hề đơn giản. Bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen và chuẩn bị. SpeedTool là một ứng dụng cho phần mềm Autodesk Inventor, hỗ trợ bạn một cách hiệu quả cho quá trình thiết kế, đặc biệt với các sản phẩm ngành gỗ. Ứng dụng được thiết kế để có thể sử dụng một cách linh động trong mọi độ phức tạp với nhiều loại vật liệu khác nhau. Cùng xem qua các công cụ của SpeedTool ngay sau đây nhé! Đầu tiên là tính năng tạo và quản lý thuộc tính veneer. Cho phép người dùng có thể tạo ra các loại veneer diện, veneer khuất và veneer cạnh của các đối tượng. Tính năng này đặc biệt sẽ hỗ trợ lưu lại được những thông số như kích thước và vật liệu, để trích xuất một cách nhanh chóng cho bảng KBOM. Từng lớp veneer sẽ được thể hiện một cách cụ thể và trực quan, giúp người dùng dễ hình dung và thể hiện trên các bản vẽ. Trong tất cả các sản phẩm thiết kế nói chung, và sản phẩm gỗ nói riêng, thì hardware là phần không thể thiếu. Lắp đặt hardware là công đoạn mất rất nhiều thời gian và cần độ tỉ mỉ, vì người dùng có thể lắp thiếu hoặc sai sót. Công cụ AirTag Hardware của SpeedTool sẽ giúp người dùng tăng tốc quá trình gắn hardware. Bạn có thể đặt một lúc nhiều chi tiết thay vì làm thủ công từng chi tiết như trước. Ngoài việc gắn hardware hàng loạt, người dùng còn có thể thay đổi loại hardware với iPad, và trích xuất dữ liệu ra BOM một cách chính xác và tự động. Smartbox là một tính năng đặc biệt của SpeedTool, giúp hỗ trợ việc tận dụng thư viện các sản phẩm, và đưa chúng vào các concept đã tạo trước. Các Smartbox này sẽ tự động đồng bộ các kích thước của các cụm. Ngoài ra có thể ứng dụng eLogic vào các Smartbox, để tự động thay đổi số lượng và loại hardware mỗi khi đồng bộ kích thước với concept. Tự động cập nhật mỗi khi concept thay đổi. Công cụ đổi tên của SpeedTool được ứng dụng để đổi tên hàng loạt các solid trong môi trường PAD và các component trong môi trường assembly. Hỗ trợ đếm và đánh số tự động, đồng bộ với bản vẽ. Lệnh xuất bản vẽ tự động giúp người dùng nhanh chóng tạo ra một tập bản vẽ cho từng cụm và chi tiết. Với template được thiết lập sẵn kèm theo các đường kích thước cơ bản. Công cụ Drawing của SpeedTool còn giúp đặt tên các bản vẽ một cách tự động, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Việc tiếp theo ta chỉ cần bổ sung các ghi chú và kích thước khác cho hoàn thiện hơn. Lập bảng kê vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng khi thiết kế, hỗ trợ cho công đoạn tính giá và bóc tách khối lượng. Chức năng bảng kê của SpeedTool được lập trình riêng để hỗ trợ đếm chi tiết riêng biệt theo từng cụm. Xuất kèm theo các thông tin về quy cách vật liệu, veneer, phù hợp với đặc thù ngành gỗ. Trên đây là các chức năng tiêu biểu của công cụ SpeedTool, ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tùy biến theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp, để đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất. Sản phẩm đang được phân phối độc quyền bởi công ty OneCAD Việt Nam. Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ hotline 1800 7181.